Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục rà soát và làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để thống nhất phương án đầu tư sân bay Côn Đảo trong tháng 10 năm 2024. Đây là nội dung công văn trả lời của Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị sớm triển khai dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Côn Đảo. Theo Bộ Giao thông Vận tải, do hạn chế về cơ sở hạ tầng, cảng hàng không Côn Đảo hiện chưa tiếp nhận được các loại máy bay lớn như A320, A321 mà chỉ tiếp nhận được các loại tàu bay như ATR-72, E-190. Do đó, việc khai thác đến Côn Đảo có phần nhiều hạn chế.